Sáng mai ngày 7 tháng 7, cùng với cả nước, hơn 13.380 thí sinh Quảng Ngãi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 13.381 thí sinh đăng ký dự thi tại 34 điểm thi với 588 phòng thi. Hơn 2.000 cán bộ giáo viên lực lượng an ninh được huy động làm công tác thi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các địa phương đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát trước, trong và sau kỳ thi để bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng. Phương án thanh tra kiểm tra thi phải đảm bảo hiệu quả. Triển khai phương án xử lý hiệu quả đối với các trường hợp điểm thi có khoảng cách dưới 25m giữa phòng thi với nhà dân và việc bảo quản tài liệu vật dụng cấm mang vào phòng thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và ngày 8 tháng 7. Buổi sáng ngày 7 tháng 7, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn, môn tự luận duy nhất trong kỳ thi với thời gian 120 phút.